Rồi bữa nay chia sẻ cái nhà, cái cảnh người dân đến mua bông nha cả nhà. Rồi mua bông cho anh Mến. Đây cái này cây khách nữa. Ra bán ông gà cũng giật quá trời ha. Này bà con mua nhiều không? À, cái hàng hút thì là hàng nào? Dạ bò đi ba phu mà đồ Đà Lạt. À, nhân thọ. Cái đó là năm nay lần đầu tiên em thấy mấy cái hàng mà Đà Lạt hết rồi. Thấy khách đông mua em hơn ha. Cái hàng bông treo này sao? Mà không mình quay mấy chậu thấy đẹp quá trời luôn, em nhìn thấy lên truyền hình nhìn thấy hấp dẫn á. Mua ngoài bán đắt gì cũng được, nhưng cũng mừng bà con. Hôm nay bông thì mình thấy ở chợ nó dội rồi mà bữa nay mình vừa thấy bông dễ lựa ha. Cái giá năm nay mình thấy nó so với mỗi năm nó cao hơn không hay là nó bằng bằng? Buổi chiều lại mua cũng được hết à. Cái giá trung bình dao động mình cỡ một cặp cỡ nhiêu tiền đó anh Bách? 80 mỗi lần luôn. Dễ mua á. Giá nó dễ mua, hai chậu mà cũng 70.000 80.000. Chậu tính ra có mấy chục ngàn mà không chung. Bông hôm nay đẹp quá, anh chồng bông lên hình hai con phái. Hôm nay thấy vậy là mình có lợi nhuận nha. Có lợi vậy là vui rồi. Có mấy bà con á khóc bán không được. Có cái vườn bông của chị kia mỗi năm cũng ra ngoài chợ qua có Sóc Trăng bán, mà muốn mặt bằng 3 triệu mắc quá dữ ra. Ra tốn phí quá mà bà con thì đi ta coi không mà. Không có mua nhiều, cái cô viên này không ai ra. Hôm nay con chợ là đi chậm chậm. Cái dưa hấu anh tên không? Chỗ anh lại anh bán được á. Thằng em nó quay cái chị đó là ở trong cái sách á, bà bán có 5.000 một ký dưa hấu thôi mà không ai mua luôn. Ở trong khi đó mình đây lại là bán giá 8.000, 12.000 mà mua đắt như tôm tươi luôn. Trời ơi, bữa đó ra là giật mình á, mấy tấn dưa mà lên tao mua ra tại vườn người ta mua luôn. Ôi bữa đó nhìn thấy ông vui mừng nó đấy. Chưa có ai bán đắt dưa giống năm nay, chứ năm nay là giỏi hàng hết. Dưa năm nay thì giỏi quá trời dưa luôn, chúng năm nay dưa chúng. Cái gì cũng ế trần dưa nhóc. Anh bán cái điểm này nè. Ngoài điểm này ra mình đi vòng vòng ra cũng thứ dân á. Điểm này ra đi vô cũng đi tâm. Hôm nay có ngày chiều mà chiều mai chọn nè. Chiều mưa rồi. Mưa 30 rồi. Bữa nay là anh ơi. Đây là anh chiên gì qua thôi chứ không có chơi mai. Mai chắc là nặng chi phí à. Nhưng mà chăm sóc thời gian nó lâu á. Chăm sóc nó tới một năm. Cực lắm.
thấy bà con buổi chiều đến mua cũng đông. Chứ người ta đi trên đường về quê em thấy người ta tấp vô mua luôn là tiện, khỏi mà trong ra chợ xuống chợ có bãi đậu xe đậu vô dễ mua, chứ nhiều loại dễ mua. Rồi cái video mình chia sẻ này mình kết thúc nha mọi người, hẹn mọi người cái video tiếp theo nha. Hôm nay ông chủ vườn cũng bán được, mình cũng rất là vui. Bà con cô bác ông gài coi những cái clip hoa của mình quay á, là của vườn của anh Mến á, rất là đẹp luôn. Rồi xin chào tạm biệt. Nó không đã như của mình, cái vị nó bình bình của mình. Bữa đó nó đem về dân thọ thọ màu cam với màu vàng, màu nó là màu cam đỏ, cam đỏ đỏ đúng là cam vàng vàng vậy đó, nó không ra nga màu nó không ra màu, của mình là đỏ đỏ vàng là vàng nó không vậy đâu, cái đó dễ trồng hơn cái này dễ hơn. Cúc vậy bữa rồi đến đây rồi đang cắt đó. Đó. Hai chậu nào bằng bằng ngang nhau lấy đại đi chứ giờ. Thầy cho ban phi á dạ. Đó lửa đó ra lấy đại đi. Người mai rồi vừa nào hết. Ban phi đó. Lửa dạ mới mới. Cái này cảm thấy là mình thương cái màu nào. Ờ. Lấy đi lửa lấy đi. Đất màu nào lấy màu đó. Thấy không, lựa chậu có bông có màu đẹp đàng hoàng, thấy không, màu nào tươi tươi thì hốt nó ra. Hôm nay cho thanh niên đàn ông đi lựa bông luôn. Quá đẹp. Ờ khác màu vậy đó, nhìn thấy nó có màu này màu kia rồi. Con lớn ổng đó. Vậy đó hả? Tên gì? Tài. Tài hả? Con đi đâu có nhà đâu. Vậy đó, lại mấy lần không thấy. À, chồng bán bưởi da xanh đó. Cho cổ tích.
trồng chảo ớt.